Thôi, không nữa. Con chào các bác nha. Cả con mời các bác phòng hiện ở trong trong đoạn. Đấy. Anh ăn đi, em ăn rồi. Hả? Em ăn rồi. Có món gì mà ghê đấy? Món thịt gà. Thịt gà bao giờ? Tối qua. Tối qua thịt rồi á? Ừ. À. Gà mái à? Ừ. Chưa hết à? Hả? Ăn chưa hết à? Ừ. Gì đấy? Chanh chấu. Ui dồi, sao rau anh luộc cho xấu là cùng à? Ui dồi, rau vàng khè ấy. Đó, xin chào các bác nha. Hoàng Hiền đang ở nhà anh Đông tí hon. Các bác theo dõi cái video trước thì các bác thấy nè. Hôm nay thì Hoàng Hiền vào thăm anh Đông. Anh Đông thì sáng nay xuống sớm báo tin là gà tùa. Buồn quá. Nãy khóc tu. Dỗ một lúc mới được. Lần này không khóc nhiều như bò thua, cũng động viên. Đấy, Hoàng Hiền định về rồi nhưng mà thế anh ấy buồn nên lại ở lại động viên anh ấy. Đấy, cho anh ấy vui lại. Cơm thì Hoàng Hiền ăn rồi. Đấy, xem anh Đông anh ấy có món thịt gà qua thịt. Thật ra thì là gà của anh Đông thì tùa thì mới tùa hai con thôi. Đấy, một con thì đang yếu yếu. Nhưng mà đối với người bình thường thì nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà đối với anh Đông này thì các bác biết anh ấy là một người mà không được như mọi người. Anh ấy thiệt thòi, sinh ra thì còi cọc bé. Đấy, suy nghĩ thì cũng không được như mọi người. Đấy, nên là khi mà gà bị ốm đau mà tùa như vậy thì anh ấy rất là buồn. Đấy, nên là ở lại động viên cho anh ấy. Anh ấy bớt buồn. Cơm rồi đậy thốt thế này. Hỏng lắp à? Hỏng lắp á? À? Ui, cứ bật này à? Không giữ lại được à? Đút điện chưa đấy? Đút rồi à? Đồ tung hết này. Không lấy rau? Không lấy rau? Không ăn rau hả? Lấy gì anh Đông ơi? Tương á? À? À. Trời nhiên lại mưa các bác. Gà quá. Sáo à? À. À, sáo xào. Sáo xào. À. Tương nhà làm hay tương ấy? Cường nhà có bà này em gái nên nó làm được cái cỏ ấy. À. Vàng phết nhỉ? Ừ. Ừ. Bọn trẻ con không ăn cơm à? Đó là ăn cơm với nhà bà. Cơm với nhà bà rồi á? Ừ. Vợ anh vẫn đi làm nem chứ? Ừ. Đi làm nem. À. Chồng 7 giờ rồi. Mấy giờ? 7 giờ. Muộn đấy cơ? Hôm thì 7 rưỡi. Ừ. Tí đang ngó lại con gà kia anh em nó có khỏi không? Em ăn đâu? Ăn đi. Ừ? Ăn cơm thì mình ăn cứ vui. Ăn rồi, ngồi chơi với anh. Ừ, ăn cơm cứ vui. Ừ. Ăn cơm cứ vui. Ừ. Cho ăn vẫn buồn. Em ở lại anh có vui không? Có. À. Nếu em không ở lại là ăn buồn lắm. Buồn à? Ừ. Khóc tiếp không? Có lắm. Khóc tiếp à? Ừ. Lại không hãm bây giờ. Không hãm rồi. Ừ. À. Không hãm mà gọi. Ừ.
Con mời các bác Hoàng Hèn ăn cơm. À, sẽ nè. Anh ăn mấy bát? Hai bát thêm bằng cái này. Hai bát đầy cơ. Ừ. Khỏe vết đấy. Ừ. Tối lại mất ngủ. Ừ. Đấy, đây là gọi là pha câu. À. Hợp cả đồng chí Hoàng rồi. À, ôi giời. Ái giời. Ngon. À. Ngon lắm. Ừ. Được chỗ. Đạt. Đạt tiêu chuẩn rồi. Ừ. Ừ. Ai chặt gà? Ừ. Ai chặt gà? Họ chặt. Ừ. Ái giời. Được đấy nhỉ. Ừ. Béo. Ừ. Nhìn béo. Béo. Ừ. Thế nhai cả xương. Xương mềm đi. Nhai cả nó ngon. Chén hết. Ừ. Nhai cả. Ừ. Xương của cái kho câu cũng mềm. Ừ. Nó hóc quá. À nó cứng quá. Cái nào cứng thì nhại nhá. Răng anh yếu. Ừ. Cho con kia. Ừ. Chó nhanh đông được bữa thịt là sướng. Ừ. Ừ. Nhiều. Đền đấy chả. Rẻ giấy à? Con này đẻ 5 con là con chó con nó giúp và cũng ác, giúp cũng mạnh. Ăn mời Hoàng Hà ăn đi. Ăn đi em ăn đâu. Ăn đi. Ừ. Ăn đi. Ăn đi. Sẽ ăn đi. Ăn đi. Em gấp nhiều ấy. Ăn đi. Anh ăn đi. Ăn mời Hoàng Hà ăn đi. Ừ. Xem anh ăn. Đó. Ừ. Ăn đi. Con này lại gầy rớt xương anh đâu ơi. Cho nó lành mạnh nha. Hoàng Hèn ăn đi. Ừ. Cậu vui. Anh cứ chén tự nhiên đi. Ăn đi. Anh Đông này cũng đặc điểm ăn cơm là phải chén canh. Đúng không? Ừ. Không có canh thì không ăn được. Một cái nữa là ăn thịt gà hay chấm mắm. Nếu như mà luộc thì chấm mắm. Ừ. Đây anh nấu được chấm mắm không? Hả? Nấu được chấm mắm không? À. Rau này thì chủ yếu cọ đi ngập rồi, chủ yếu cọ xấu rồi. Thịt gà cơ mà. Thịt gà có. Cho mắm à? Có. À đấy biết ngay rồi. Tím đồ thì ăn mắm à? Ừ. Ngon miệng. Ừ. Cứ vui vẻ lên. Gà thì chăn đấy là tốt rồi. Ừ. Ừ. Đấy. Được đấy. Hoàng Hèn ăn đi. Ăn đi em ăn rồi. Ăn đi. Ngồi chơi với anh đi. Ăn đi cho vui. Ừ. Hoàng Hèn đâu rồi? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. À. Được ăn đi, không ăn đâu. Đưa đây nhanh, đạp đây bây giờ. Anh ơi. Đưa đây. Về nhá, không ăn là về này. Đưa về này. Này ăn đi. Ăn gì? Không ăn. Một mình ăn trắng. Hả? Một mình ăn trắng. Một mình trắng lắm à? Ừ. Rồi, đây đây. Ăn. Hoàng Hèn thì cơm ăn cơm mình cùng ăn là ăn buồn lắm. Ừ. Trắng lắm. Buồn thật không? Ừ. Trắng lắm. Cái roi anh đã hết quả rồi nhỉ? Ừ. Hết nhanh thế nhỉ?
À, đang hoa mới à? Ừ. Hết theo phép này thì xong đó lại cười có phép khác đi. À, ừ. Hoa mới đấy. Ừ. Ở đâu cũng có. Ừ. Gà quê. Có cho gừng không? Sáng có cho gừng không? Có này. À. Có hết rồi. Gà này có gừng, có rượu. Ừ. Wow. Mới chuẩn bài. Ngon. Cho mỡ già. Đấy. Cho mỡ. Cho mỡ thật già. Sau đó này. Đổ thịt gà vào. Cho mắm muối mì chính, cho gừng. Đấy, úp vào khoảng độ 2 phút. Úp vào khoảng 2 phút, mở ra rồi mới cho rượu. Đấy, cho rượu đảo đều xong rồi úp. Để khoảng 5 phút cho nó xoăn hết thịt này. Đấy, cho ra nước xoăn thịt. Đấy nó ngấm hết gia vị, nó ngấm hết rượu, ngấm hết mấy rồi. Xoăn thịt rồi thì bắt đầu mình cho nước một ít vào. Thì nó mới ngon. Thế còn mà cho nước ngay từ đầu thì không ngon. Ừ. Đấy là kinh nghiệm Hoàng Hiền nấu. Hoàng Hiền thấy như vậy là nó ngon. Cổ nhai được hết, nhai được cả xương bé. Ăn đi. Ăn đi. Nhìn buồn lắm. Hả? Hoàng Hiền cho ăn cơm cùng mẹ ăn buồn lắm. Không ăn cùng buồn á? Ừ, chán lắm. Anh vẫn ăn ngon miệng này. Ăn đi, vừa ăn vừa chờ em ấy. Vừa ăn vừa chờ? Ừ. Không phải đợi, em ăn rồi. Ăn đi. Em mà ăn em ăn ngay. Không phải chờ đợi chứ. Ăn đi. Chén đi. Ăn đi. Ừ. Ăn đi cơ vui. Ừ. Có ấm gia đình, cơ vui. Kinh đông thì lúc trẻ con. Kiếm được một cây cao cảnh nhá. Hả? Cây cao cảnh nhá. Kiếm được một cây rồi. À. Còn một cây rồi. Cây kia lên đấy. Ừ. Ừ. Anh Đông mà bán cái cây này đi nó cũng rộng vườn đấy. Nhìn quang đãng đấy. Ừ. Đúng không? Gọi mãi rồi không có ai mua. Ừ. Chờ mãi. Cứ ở nhà chờ đợi. Ừ. Không ai vào mua. Không. Không ai hỏi han gì. Ừ. Không ai ý ê gì. Ừ. À. Cũng buồn. Ừ. Mấy cái dầu cái cạo nó đi. Ừ. Đảo lắm. Cạo làm ở đâu? Tóc anh lên nhanh phết nhỉ? Ừ. Vừa cắt nọ này đã lên đã phết rồi. Nhá nhá. Ừ. Hôm nào mà nó để tốt thì gọi em đưa đi cắt. Ờ. Ừ. Mà cho có đã hoàn tiền. Ừ. Lại cắt cùng. Ừ. Lại vui. Trả tiền cho. Ừ. Lại vui. Ừ. Đây là hai thái cực khác nhau. Một em đang chờ đợi nói dơ xương. Ăn nhanh thì cho nó cái xương. Ờ. Nó phải đói lắm rồi, không chịu được nữa. Ờ. Ôi đừng gắp không ăn đâu. Ăn đi. Đừng gắp. Chả lắm. Hả? Chả lắm. Chả nhưng mà no rồi. Chả mà ăn đi. Ăn rồi ăn nữa. Chả đấy. Ừ. Bảy vào viện dẫn dẫn nỗi rồi. Thầm ăn. Ừ. Bảy trăm cả nỗi rồi.
Nhà bác ấy cây lúc lát cao nhờ. Mới chơi vậy. Một hàng ấy. Anh có biết ăn hoa này không? Hả? Biết ăn hoa này không? Ăn á? Ừ. Hoa này mà xào thịt lợn ngon lắm. Xào thịt quả ngon. Quả giòn. Cây cao thế. Nó giống lúc lát cao, cao mái nhà luôn. Sao? 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 Nhìn không có ai, không có mãi hoàng hiện anh chung cùng với cô vui mà không thấy anh. Chán bác. Anh cứ ăn đi. Ăn đi. Đừng khóc nhá. Hả? Đừng khóc nhá. Bát này bát thứ mấy rồi? Bát thứ mấy rồi? Giờ không một bát này. Bát đầu tiên đó. Chưa hết à? Đâu đấy? Giờ chờ hoàng thế này. Không phải chờ ăn đi em ăn đâu mà chờ. Chờ đợi gì? Chờ hoàng thế này. Đây, mèo nhai đây. Mèo nhai. Mèo nhai. Mấy con? Mèo. Đấy đứng ngoài đầu cái nhiều đấy. Bao nhiêu mèo cả mèo con nữa nhai? Nhậm bảy. Đấy à? Đứng đầu nhai anh ấy. Bao nhiêu? Hai con nhã. Hai con đỉa cơ à? Ừ. Chuột nó chạy mất cái dép nhỉ? Ừ. Tự nhiên cười cái gì? Buồn quá. Cỏ mãi hoàng dài anh cơm cùng cơm ăn. Đã bảo là em ăn rồi, em ăn ngay. Anh cứ ăn việc của anh đi. Ở đây chơi với anh tí. Ừ. Chó nhà anh cơm không chén hết nhỉ? Anh hết chị. Đói, nhạt hết. Không bỏ gì hết. Đây gắp miếng thịt này ăn đi này. Không ăn đâu. Chào bác đấy. Ai à? Hả? Khó đấy nhờ. Mưa cũng rửa à? Mưa rửa. À. Ăn chó chưa? Ôi ôi, chó tí ăn cơm rồi á. Anh đâu? Còn chó con này cho ăn cơm rồi á. Rồi. Anh Đông ơi. Anh Đông ơi. Bỏ ra ngoài thôi, nó hóc, xương gà hóc chết. Bọn con này nó ăn cơm ở đâu? Rồi. Hôm nào cho ăn phải đo đo đuôi đàng hoàng. Biết đo đuôi không? Không đo ăn hết à? Thế nó mới tùa. Anh dốt lắm. Đừng cho ăn sớm. Đừng nói ra ăn đi. Việc cất từ chỗ khác chứ. Để nó ăn tự. Để ngay đây nó chở nào mà nó ăn. Nào nó to nó mập. Nó già ngay. Ăn cơm nó phải đo đàng hoàng. Đo đuôi. Dã này nó dã mà hóc thì chết. Đói ăn hết. Không có gì ăn. Bột chén hết. Chó nhà nghèo.
gầy rớ xương. Anh để nó ăn hết rồi đây. Giời ơi. Nay ông đông trần này. Bữa này vẫn non quá chưa ăn cơm rồi. Mà anh để, chứ anh để ăn này anh bỏ ra đi. Cứ để ăn à? Ừ. Ôi giời. Đây đúng như kiểu là như kiểu vùng cao á. Ngô mèn mén ăn hết, bé dã hết. Con nào tồn tại được thì tồn tại, không tồn tại được là tua. Các bác cho anh đi tập phẫu hàng hiện để nhìn thì vui quá. Vui không? Vui. Ừ. Con này lần nào đẻ cũng 5-6 con đấy nhỉ? Ừ. Trước đẻ mấy con? Đẻ trước á? Ừ. Đẻ 8 con. 8 con cơ? À dạ. Vâng, đẻ 9 con. Nó nhiều quá không nuôi không hết. Ừ. Tầm 5 con là ổn. 8-9 con là nhiều. Không đủ sữa nhau. Chăn thì không có thịt rồi kém nữa thì nó gầy. Nhưng mà con này giờ không có ve. Trước là ve nhiều. Vâng, mà ăn đi phải chiếm chừng là ai vậy? Nó gì? Chừng là cơi ấy. Cơi á? Ừ. Xong làm nào? Xong bắt đầu vào đây thì phải cơ vào cái kia là dã. À. Dã ra xong bắt đầu chơi cơ vào chậm nước ấy. À. Xong bắt đầu lấy giáo, rộn cù trên đầu xuống. À. Thế là chết hết đấy. Chạy hết à? Ừ. Về lại cần vợ chó nữa cả đi hết. Lá cơi á? Ừ. Ừ. Hai cây. Ừ. To bé? Trẻ cỏ ấy, đó là phải bằng là nó phải bằng cột này. Ừ. Trẻ cỏ lắm. Ai mấy anh? Hả? Ai mấy? Không được quên đến chủ đi bảo lấy. Ừ. Chị bảo lấy chết vào nhà mày có thì cỏ nhà mẹ quá. Ừ. Xem con gà kia nào rồi. Con nó nằm đâu à? Hả? Ôi tùa rồi sao? À vẫn nằm đây. Đâu? Không phải. Đây này. Nằm đây. Vẫn nằm. Vẫn tỉnh táo ấy nhỉ? Ừ. Rất đẹp đấy, vấn đề gì đâu. Ừ. Em nghĩ là do bị mổ thôi. Ừ. Anh đưa em xem lại con đấy nè. Cầm con đấy xem đầu biết có sao. Đưa con gà đây. Đây nè. Đây cũng bị mổ này. Phải không? Mổ cổ này. Đỏ này. Bung được lông này. Mổ đấy. Này mổ hết lưng này. Cánh này. Thế thì cái này phải đấy. Cái này bắt được không? Bọt chân. Ừ. Cái này phải bọt chân. Mổ cái đuôi này. Mổ rồi. Mổ tua thôi. Nè. Con gà anh nó đang khỏe mạnh này mà. Vấn đề gì đâu. Nhốt mấy con kia vào. Nhốt mấy con kia vào. Không buộc vào nó vào. Buộc trong bò này. Không bu dây. Buộc cho nó ăn đấy.
Gà to béo lắm. Thôi thả đi, họ lại bảo ấy. Cắt cánh à? Ừ. Ui mấy con to này bị cắt cánh hết à? Chặt hết chị. Bay ra. Nó bay ra trên đám. Ừ. Đã con nào lắng thì nhấc thì. Ê, con này to nhỉ. À, thôi, bắt ra ngoài đi, để một cái này mổ nó. Nhốt riêng. Mang ngoài. Nhốt cái chuồng bò này. Cho nó ăn đấy. Đặt đấy em gì? Cho nó khỏe gì đặt đây nó ăn chứ. Nhốt riêng bên này. Gì vào? Đặt vào. Có bu nào? Không. Đây phải có gì như úp không chó mới con gà nó lại mổ. Không được. Con này là bị cứ nằm càng nằm nó lại càng mổ ra hiểu không? Tím hết người. Nó không phải bọn gà to mà chính là bọn này mổ này. Bọn này cũng mổ. Thỉnh thoảng vẫn cho ít rau muống với cỏ vào nó thiếu cái rau hiểu không? Nó xanh. Cỏ phớt đấy. Cho không? Cỏ đấy. Ừ. Hôm nào phải biết đấy. À. Này. Em thấy các bác comment là khả năng nhốt trong đấy nó đông nó nóng. Ừ. À, khả năng là quây lưới vào xong rồi thả là bớt rồi. Ừ. Nó ra nó có hơi đất, xong rồi là mưa nó lại chạy vào chuồng. Ừ. Quây lần trước, nhưng mà quây hẹp không còn rộng. Và đang bé. Ừ. À, khả năng là thế. Mua được con lưới bè. Mua được không lấy tận dụng cái lưới cũ cũng được. Lưới cũ có quá đâu. Cái dọc bờ đấy. Cởi cái đấy ra, áp ngửa lại. Chợ không đủ. Hử? Chợ không đủ. Tháo cả trên cái đấy ra. Ừ. Cái chuồng ấy cần gì bè kín nữa đâu. Riêng mình thả ra không cần phải bè kín. Ừ. Bè kín cái chỗ bố nó dại nó không rơi đấy được. Hiểu không? Nó chạy ra ngoài bao giờ nó cũng thoải mái hơn. Ừ. Trong đấy sợ nó nóng ấy, nó đông nó chặt thì nó hay bị ấy. Ừ. Bệnh nhá. Không để xem các bác comment thêm như nào. Ừ. Bác nào chuyên gia cái biết nó bị làm sao thì đấy. Ừ. Nếu mà chiều một tạnh thì em đèo anh ra ngoài kia. Ừ. ra hiệu thuốc. Ừ. Cho họ xem cái bị làm sao. Ừ. Xong rồi mua thuốc. Không có tiền đúng không? Có tiền không? Không có tiền em cho anh. Ừ. Nhé. Ừ. Giờ đang mưa chiều tạnh. Ừ. Ra đấy họ thú y họ xem rồi. Mình đưa cái ảnh. Ừ. Đưa cái ảnh mới xem tình trạng họ bảo bị làm sao. Xong thì là về là mua thuốc cho uống. À. Nếu nó bị bệnh thì nó chữa kịp thời không là nó lây con khác. À. Cũng mong là không sao. À. Không sao thì mình mua thuốc để kháng nó uống khỏe gà. À. Nhá. À. Ừ. Thôi Hoàng Hiền kết thúc video ở đây nhá. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Rất mong các bác biết thông tin gà như nào, các bác có thể là comment giúp nhá. Ở dưới video của cháu biết là cháu chữa cho anh ý. Đấy, mua thuốc chuẩn để chữa cứu anh đàn gà. Đấy. Cũng mong nhận được sự quan tâm của các bác chung tay giúp đỡ cho anh Đông tí hon, có đôi đồng để anh mua cám đàn gà. Đấy. Bạn Hom là đang đối lực gà ngày càng to ở đấy, là còn không cho anh chăn thêm, nuôi thêm bắt thêm nữa là anh không đủ lực để cám. Thế nào? Ừ. Chào các bác. Con chào các bác nha. Yeah.